Hiện tại thì nếu đã đặt cược với nhân bản tổng cộng của chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 hero và cũng tương đương với 7 vũ khí luôn. Đấy, thì chúng ta sẽ từng cố gắng phá đảo với từng tướng nhá. Tôi sẽ chơi luôn con đầu tiên luôn, con Sana này. Con Sana này thì nó có khả năng là reroll mỗi một level thì nó có khả năng reroll một phát. Đấy.